thử gọi bạn bè bằng chú robot thằng lằn tinh nghịch giống y như thật xem nào. Sợ quá đi. Nó là robot Alive. Với động cơ mạnh mẽ, có tốc độ nhanh và cả miếng chuyển động nghiêng, bạn có thể dễ dàng thuần hóa chúng trở thành thú cưng của mình. Sở hữu ngay robot thằng lằn tinh nghịch giá trị 399.000 đồng. Sản phẩm có bán tại hệ thống Ba Kingdom, nhà sách và siêu thị trên toàn quốc.